Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy thì rất nhiều linh kiện của điện thoại Google Pixel 4XL đang được chờ thay mới sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Rất là nhiều khách hàng gọi điện đến di động cao cấp.vn về cái rất là nhiều câu hỏi liên quan, thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL nói riêng và các cái dòng điện thoại Google Pixel nói chung. Thì nhân đây di động cao cấp.vn làm video ngắn giải đáp một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL được thực hiện từ di động cao cấp.vn. Câu hỏi đầu tiên là các cái linh kiện trên điện thoại Google Pixel 4XL có sẵn phụ quá trình thay thế sửa chữa khi cần hay không? Hiện tại di động cao cấp.vn đang địa chỉ cung cấp tất cả những linh kiện dù nhỏ nhất trên điện thoại Google Pixel 4XL phụ quá trình thay mới sửa chữa bị các bạn khi cần. Chúng tôi cung cấp full tất cả những linh kiện sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL từ loa, mic, rung, chuông, sạc, vỏ máy, camera, máy ảnh, chân sạc, phụ quá trình sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL. Câu hỏi thứ hai là khi tôi sửa điện thoại Google Pixel 4XL thì có được bảo hành hay không? Bảo hành bao lâu? Khi các bạn sửa điện thoại Google Pixel 4XL được bảo hành 3-18 tháng tùy theo từng lỗi mà quý vị các bạn gặp phải. Có những lỗi được bảo hành 3 tháng, có những lỗi bảo hành lên tới 18 tháng. Khi sửa điện thoại Google Pixel 4XL thì các cái dữ liệu trong máy có bị mất hay không? Thì với câu hỏi này thì tùy theo từng máy, có máy thì giữ được các dữ liệu, có máy thì không thể giữ được các dữ liệu trên điện thoại Google Pixel 4XL mà các bạn cần sửa chữa. Các cái linh kiện sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL thì có sẵn hay không, có phải chờ đợi lâu hay không trong quá trình sửa chữa? Thì tất cả các linh kiện trên điện thoại Google Pixel 4XL luôn có sẵn, quý vị các bạn không phải chờ lâu. Quý vị các bạn chỉ cần đến cái địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay thế sửa chữa vì các bạn. Những cái linh kiện trong quá trình sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL thì luôn được chuẩn bị sẵn, từ cái linh kiện rất là nhỏ, những cái khay SIM này, những con ốc này trên điện thoại Google Pixel 4XL đều được chuẩn bị chu đáo cẩn thận trước khi thay thế sửa chữa thì cho quý vị các bạn. Khi sửa điện thoại Google Pixel 4XL thì có được kiểm tra full các cái lỗi trước khi thay thế không? Chúng tôi sẽ kiểm tra full tất cả các lỗi trên máy, tức là khi các bạn hỏng sạc chẳng hạn thì chúng tôi sẽ kiểm tra full tất cả các cái lỗi khác trên điện thoại Google Pixel 4XL chứ không riêng gì sửa sạc, đảm bảo quá trình sửa chữa được hoàn thiện nhất. Tức là khi sửa xong thì các cái chức năng của máy được hoạt động trơn tru như là các bạn hoạt động như máy mới bình thường. Trên đây là những thắc mắc cơ bản liên quan dịch vụ sửa chữa thay mới điện thoại Google Pixel 4XL. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0911582123 để kỹ thuật viên về di động cao cấp.vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Còn một câu hỏi nhỏ nữa là những khách hàng ở xa không đến với di động cao cấp.vn cần mua các linh kiện sửa điện thoại Google Pixel 4XL, chúng tôi vẫn ship về tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Tức là quý vị các bạn đặt hàng tại website di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ ship linh kiện phụ quá trình sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL đến tận chỉ vị các bạn yêu cầu. Khi quý vị các bạn nhận được máy, được linh kiện yêu cầu, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL. Những thắc mắc khác liên quan dịch vụ sửa chữa điện thoại Google Pixel 4XL, quý vị các bạn có thể liên hệ 0911582123 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết hơn quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn để chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại Google Pixel 4XL hàng đầu này.